Et bonjour mes amis, et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais reprendre une toute petite vidéo pour vous montrer le Costa Fancinosa, fabriqué en Italie depuis très longtemps. Là, c'est tout le matin, l'équipage, ça commence à balayer, à nettoyer, à faire des infecter tout le coin du bateau. Et la nuit, c'est toujours la pluie tombée, c'est pour ça. C'est du boulot à eux. Ça, c'est, on dit, 11e étage. C'est le toit du bateau avec toujours la cheminée et les coins d'activité comme toboggan. Les saunas, piscines, froid et chaud, les endroits pour le soleil, tout ça. Alors, ça c'est la partie au milieu. Et là, ça c'est des parties derrière avec voilà, les ventilateurs, les couloirs, les coupoles. Et je vais descendre en bas pour vous présenter les deux côtés. Et je viens descendre de l'escalier au milieu. Je vais vous montrer la partie derrière du bateau. Ça, c'est le port de Danemark. Comme vous avez entendu, aujourd'hui, il s'arrête, c'est-à-dire le Costa s'arrête devant la baie de Danemark. Các bạn Việt Nam thân mến, hôm nay mình sẽ quay một cái video nhỏ này để mình sẽ nói cho các bạn biết cái cấu tạo bề ngoài thôi nha của cái Costa này. Đó, bên trong này là cái chỗ chơi ăn chơi du lịch khi sauna tắm tiết ở đây đây các bạn. À, lúc nào mở cửa thì mình mới vào nha. Còn bây giờ người ta đang thu dọn. Ở trên đây một cái đài ngắm. Nó có thể lên chơi hoặc lên ngắm. Hoặc là nói chung là ngắm khắp nơi ở cái vùng này. Faire tour de l'autre côté, ça c'est pareil. Ok. Voilà. Et en haut, vous pouvez admirer le paysage de Danemark à la baie, ou bien aux côtes, au port, et comme la forêt aussi. Et pour cette partie, vous pouvez voir le soleil, le vent, c'est par là. Et de l'autre côté du bateau, c'est toujours pareil. Il y a des endroits pour s'allonger, pour circuler autour du bateau. Et voilà, on va descendre à gauche du bateau pour voir encore d'autres choses. Ça, c'est un autre coupole. Il y a trois coupoles. Là, c'est le deuxième. Ça, c'est le troisième.
Et voilà, on va descendre par là. Avant de descendre, vous pouvez regarder et en bas la piscine, le sauna, sauna chaud, mais la piscine froid. Et voilà, énormément de place pour s'allonger et l'escalier pour descendre. Et maintenant, je suis déjà descendue au 10e étage. Voilà, en haut, je vous ai dit que 11e. Mais maintenant, c'est 10e. Et on peut descendre par l'autre côté avec les autres escaliers. Et ici, vous pouvez voir le nom du bateau. Voilà, en Italie, hein. Cantier, Cantieri de Navali, Italie, Obra Stabilité Metro Metto Limento, Venevisia, Marche Via, Costra, 6189. Voilà, c'est en Italie. Hein. Et le couloir comme d'habitude, et aussi pour passer au 9e étage. Mình vừa xuống dưới tầng từ tầng 9 từ tầng 11, 10 và giờ mình đang ở tầng 9. Tầng 9 ở phía đuôi tàu thì các bạn thấy là khu này là khu giải trí, âm nhạc sauna, các bạn có thể visite bằng những cái cầu thang đứng này. Dưới đây là có thể các dàn nhạc và là đấy, các cái cầu thang đứng như kia, họ đang đi lên đây các bạn. Đó thì là mình thử để cho các bạn xem, các bạn có thể tìm nhau thoải mái. Chỗ này là để ra khỏi tầng 10 để đi vào trong các phòng ngủ. Đấy, phòng tầng 10 ở bên lẻ thì ở đây. Nó đề như này. Khi các bạn xuống đây, các bạn xem cabin của các bạn là Ampere. Đấy, chữ Ampere này. Ampere thì ở bên lẻ. Đây. Mình phải ra đây thì mình mới nói tiếp, bởi vì trong cái tầng 9 này là tầng ăn nha, ăn và piscine. Nhưng mà trong đây nó bật nhạc, thế giờ mình bỏ qua nha. Còn trên đây là bắt đầu từ tầng 10 và trên đây là tầng 11 của phía đằng trước nha. Ống khói, mình thấy họ chạy mấy ngày đêm không có dừng đâu, đi từ Pháp sang bên Na Uy là mất 2 ngày. Bây giờ đi một ngày thì đến Đan Mạch. Người công nhân hầu như họ tuyển từ các nước Indonesia, các nước châu Á. Các nước Indonesia họ nói tiếng Anh giỏi, họ kiếm được nhiều việc lắm. Mình vừa nói chuyện với những người làm thuê ở đây, họ là Italia, họ là Indonesia. Thì đây là cái phần phía trước của cái tàu Costa. Thì nó gần cái cảng này, tí nữa bọn mình xuống cái cảng này, cho nên là nó đã sát vô cái cảng này nhanh như thế. Mình ở phía đằng sau mình không để ý, nó lại sát vô đây nhanh hơn mình. Các bạn thấy tốc độ của nó gớm không? Mình ở phía trước, mình nói với các bạn, quay với các bạn là cái cảng. Thế mà đến đây, mình đi bộ mà đến đây nó đã tới nhanh hơn mình rồi. Thật là khủng khiếp. Bên hai cái thành này thường là có bốn cái bể sục như này, các bạn thích sục thì sục, còn nếu không các bạn tắm nước mặn thì nó ở dưới này. Trước khi xuống cái tầng bên dưới, mình đang quay trở lên cái tầng 10, thì các bạn ngắm những cái cảng với lại những cái tàu chở hàng của Đan Mạch đây, rất là hiện đại và biển của họ rất là sạch, phải nói là nhìn rất là sạch. Không có cái chuyện mà dầu bị loang hoặc là rác rưởi. Cái này thì mình thấy ở Hạ Long thì vẫn còn chống thiếu.
Trời ơi, nhìn cái biển của họ nè, nó ngăn nắp lắm các bạn ạ. À là thôi, tăng pi hả? Mình không quên luôn, tiếp tục mô phỏng cái phía đằng trước của cái con tàu Costa này, phía đằng trước của tầng 11 để ngắm hoàng hôn và ngắm mặt trời mọc đều được hết các bạn ạ. À, nó quay đủ hướng. Đó là sau đó là cái Potiba ở bên dưới của tầng 10. Potiba là tầng 9 và tầng 10. Và đằng trước này đều đủ chỗ cho các bạn có thể ngắm. Good morning. Có tất cả các dạng người đủ 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 hết các bạn. Thì bây giờ mình đi xuống phía phía bên trong, mình đi gọi con gái, nhưng bên trong là mình không có bật được nữa các bạn nha, bởi vì họ bật nhạc. Ở đây thì mình còn có thể trốn được một chút. Chính giữa của cái con tàu này rồi đây. Ôi, họ đã bê ăn sáng ra đây rồi đấy. Có ăn sáng này mình sẽ gọi con gái mình ra đây ăn sáng. Nó lại đang dịch chuyển vào trong này đây các bạn. Nó đang dịch chuyển vào trong. Thấy các bạn thấy cái bên hai bên sườn tàu nó đều làm vát 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 kiểu hình thang lên đây để cho ai ở đâu cũng có thể nhìn ra bên ngoài được. Đó, bây giờ nó đang đi vào dịch vào trong trong vịnh gần hơn đó, chuyển vào trong vịnh gần hơn. Hay là cảng thì các bạn nhìn thấy có rất nhiều chỗ có thể ngắm được. Chỗ kia là mình nhìn thấy có nhà thờ rồi, chắc là hôm nay họ sẽ đi đưa đưa ô tô bít vào cái trong khu vực này, nhà thờ này, khu vực này đó. Và bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ở đây, hẹn gặp lại các bạn những cái cách đặt tour, tour lớn tour nhỏ. Nhưng nhà mình thì sẽ chọn vào cái lúc họ promotion, tức là một cái tour như thế này mà mình chỉ có hết có khoảng hơn 100 đồng thôi các bạn nhá. Làm thế nào để có những cái tour đấy thì các bạn phải rất là chịu khó săn lùng nó. Mình cũng không phải là làm tour mà mình chỉ giới thiệu thôi. Còn những cái gì có thể giúp được các bạn về tư vấn về vấn đề chọn hoặc là đặt như thế nào, giá rẻ như nào, vé tàu, vé xe thì mình sẽ nói cho các bạn biết, và cách xin visa, nhất là những bạn ở Việt Nam xin visa để sang đây mà được đi các nước thì cần những visa gì. Hola, au revoir, très bientôt, et merci beaucoup, et bonne journée, et si vous voulez, bye bye bye.